đến với chương trình Thám Tử Hôn Nhân. Và ngày hôm nay đố quý vị biết là Cát Tường và Sủ Ca đang ở đâu? Khà khà khà. Hiện tại Tiết Cương và Cát Tường đang có mặt ở bờ kè của quận 8. Phía bên này xong, bên kia là cuộc sống tấp nập của quận nhất. Ủa bên đó quận nhất hả? Anh nói vậy thôi, bên kia là quận 6. Và hôm nay thì Tiết Cương và Cát Tường sẽ đến một cặp vợ chồng rất là dễ thương, rất nổi tiếng và cảm thấy rất là hạnh phúc. Cái đó là cảm nhận của tôi về cặp vợ chồng đó. Nhưng để khám phá họ hạnh phúc như thế nào thì chắc chắn chúng ta phải lên trên đó tìm hiểu. Ở đâu vợ chồng đó, ở đâu? Trong một cái chung cư rất nhỏ nhắn xinh xắn, Felisa Riverside. Và mình sẽ đi bộ đến đó. Đây qua đó. Dọc theo con kênh này. Dọc theo con kênh này khoảng 100 bước là sẽ tới. Ok, 100 bước bắt đầu. Xin mời quý vị theo dõi hành trình hôm nay nha. Xin mời MC Cát Tường đi vào ngôi nhà của diễn viên điện ảnh đẹp trai. Ai? Diễn viên Xuân Phúc. Quá trời lâu mới gặp ha. Chào Cưng nha. Trời ơi. Ô, Cát Tường vừa vô có một chú chó rất dễ thương chào đón. Đây là mẹ Tho nhà em. Mẹ Tho. Ủa con trai sao tên Tho? Thần Sấm á. Thần Sấm ờ Tho. Tho. Vừa vô nhà cái đập mắt vừa mắt Tiết Cương hai thứ. Thứ nhất là cái tủ giày, thứ hai là cái bộ đồ chơi của trẻ em. Em làm đập vô mắt em là cái boxing. Xin đi nên chung tôi biết diễn viên võ thuật. Thì tôi nói vậy thôi. Còn cái tủ giày trước đi. Đâu tủ giày. Wow. Đôi nhỏ nhỏ này đâu phải của Phúc. Nhỏ nhỏ là của bà xã. Đúng rồi. Cái đầu giày này mấy trời ơi, nguyên một tủ đó nghe đại ca. Không phải là Phúc là tính đồ của giày phải không? Dạ đúng rồi, hai vợ chồng em rất là mê giày. Mê giày quá rồi. Rồi cái bộ môn này là của em đó hả bà Phúc? Dạ đúng rồi, thì em cũng mới ghiền bộ môn này. Tại vì em tham gia một cái chương trình game show về boxing thành cho nghệ sĩ. Ờ chị biết rồi, chị biết rồi. Đây là khu vui chơi riêng của nhóc nhà em. Cho bé đâu và vợ đâu? À đây ạ. Đi tham quan nhà một vòng nhé. Vào phòng thì gặp... Ủa này là chung cư đúng không? Dạ, cái nhà này mình có mấy phòng ngủ. Đây rồi. Dạ con chào cô. Đây là mẹ em ạ. Mẹ đó, mẹ em hay là mẹ của mẹ vợ? Mẹ em. À, mẹ ba nội hả? Ba nội. Dạ. U ở ngoài Bắc mới vào à? Vâng. U mới vào. Kia vậy mình phải kêu bằng chị hả trời? Thôi đi. Cô hả? Thôi giờ dai ai nấy kêu đi. Chứ bây giờ cô trẻ quá mà. Chị là năm nay nhiêu tuổi chị? Từ năm nay 53 chưa? 53 à? Bà lớn hơn Tiết Cương mấy tuổi luôn á. Thì người ta lịch sự thôi. Bà nội vô chơi bao lâu rồi? Dạ, vậy là đỡ đần rồi, đỡ đần cho tụi nhỏ rồi. Đi làm lại chưa Cưng? Dạ, em đi làm lâu rồi, tại vì em đi làm từ hồi nó 6 tháng. Là có ông bà bụt, ông nội với bà nội thay phiên. Người vào ở mấy tháng. Bởi vì mọi người thấy ông lúc nào cũng cứ sợ nói ở chung với ba mẹ là mệt mỏi. Nhưng mà thật ra sướng muốn chết. Sống trong nhà mà có ông bà cực kỳ tốt, nhất là có cháu nhỏ. Nhỏ nhìn tôi nó không hiểu tôi đang nói gì luôn. Ăn đi con. Đi thôi, mình ra ngoài ngồi nói chuyện để cho con ăn cái đã. Rồi chút xíu mình tâm sự tiếp. Ủa em là có làm trong nghề không? Dạ không, em làm văn phòng. Wow, làm văn phòng kiếm vợ đẹp như diễn viên vậy ha. Cơ duyên sao? Hai bạn gặp nhau? Cơ duyên là vào một ngày đẹp trời tháng 7 năm 2015. Ủa lâu dữ vậy rồi hả? Dạ đúng rồi. Lúc đó là tụi em có làm chung với nhau một cái TVC quảng cáo. Chúng nó trùng hợp một cái nữa là hai người là đóng vợ chồng, đóng cô dâu chú rể. Cảnh quay là đóng cô dâu chú rể quay ở nhà thờ ở quận nhất á. Nhưng mà anh đang thắc mắc cổ là nhân viên văn phòng rồi sao đóng TVC là sao? Thì tay ngang làm thêm, cũng thêm là cũng có chút máu nghệ thuật vô. Trong khoảng thời gian quay thì cũng thích ca, cũng quan tâm để kiểu mình ga lăng đâu không? Thì đúng rồi, mình cũng phải tương tác với bạn diễn để làm việc tốt nhất. Thì mình cũng chăm sóc hơi quá bình thường một xíu. Đó, từ ngày hôm đó trở đi là bắt đầu hai đứa nói chuyện với nhau nhiều hơn, hẹn hò nhau đi chơi và bắt đầu dính nhau từ đó đến... Ồ, vậy là cũng 6 năm rồi. 7 năm rồi. Lúc đó lần đầu tiên em gặp một chàng trai Bắc hay là trước đó em đã gặp một chàng trai Bắc nào chưa? Ôi, gặp nhiều lắm. Thì có, chị cũng, em cũng có gặp nhưng mà cái kiểu ông này chắc lần đầu gặp. Mồm mép lắm, chị mồm mép phép nhảy xong rồi quan tâm ga lăng lắm. Là mới vừa quay với mình, ga lăng với mình ở đây xong hồi quay cảnh sau với cô kêu ga lăng với cô kia luôn. À,
thằng này không được rồi mà vẫn dính. Thằng mê trai khó lỏng. Bao nhiêu lâu sau thì là Phúc mới cua đổ em? Có cua đâu chị. Là vậy đó, là dính vậy, luôn đó hả? Từ từ, khoảng đâu đó mấy tháng sau bắt đầu đi chơi, gặp gỡ, hẹn hò này kia các thứ xong được cũng tự nhiên dính, cũng có được tỏ tình gì đâu à. Không có tỏ tình luôn. Tới giờ tỏ chưa? Rồi tới lúc cầu hôn thì sao? Dạ có cầu hôn nhưng mà kiểu em ép cưới trước rồi sao tự nhiên cầu hôn thì cũng nó hơi kịch bản xíu thôi. Cái này hiểu cho vợ của em là gì? Hai đứa cũng bằng tuổi nhau, mà con gái thì đến tuổi thì cũng phải đến chuyện hôn nhân rồi, đường con cái rất nhiều thứ nữa, thì em cũng suy nghĩ nhiều. Có nghĩa là lúc đó bản thân em chưa muốn cưới mà do vợ em mở lời trước. Thanh nói với em là hai đứa mình bây giờ cũng chưa có gì, mà cưới nhau về thì cả hai cùng nhau xây dựng, cùng nhau phát triển thì em thấy nó cũng rất là hợp lý. Nhưng mà lý do sao em lại muốn lấy Phúc? 2 năm là cũng đủ một thời gian để mà Phúc chứng minh được với em là cái người này làm chồng mình thật xứng đáng chồng mình, và mình cũng muốn làm vợ người ta. Mình muốn xây dựng hạnh phúc gia đình với người ta. Lúc đó Phúc mới vào Sài Gòn thì không có gọi là không có cái gì trong tay. Bản thân em vừa tự lo cho bản thân mình rồi còn phải gánh nặng gia đình tại vì mẹ bệnh này kia. Thì xong cũng nói chung là một thời gian hai đứa khó khăn lắm, đi chơi không dám đi chơi, không có tiền đâu đi chơi. Ông này mì tôm mà cũng có tiền anh. Chị nghĩ Thanh là một cái cô gái đó là trẻ đẹp, chắc chắn là xung quanh anh cũng sẽ có rất là nhiều người đeo đuổi, nhất là ở cái Sài Thành này thì nó đông đúc lắm. Em có nhiều sự lựa chọn khác chứ? Lúc mà em có nhiều sự lựa chọn, lúc mà tụi em mới đang tìm hiểu á, là cũng có cái người đó họ qua tận nhà, chỉ em chỉ đăng một cái status thôi là thèm sô cô la quá, người ta mang đi siêu xe, người ta mang nguyên một cái thùng. Như anh nói lúc đầu ấy, bóp đèn mấy ông lần. Nhưng mà em đối với em tiền bạc vậy không phải là vấn đề với em, tức là em không có nhiều tiền nhưng mà em không phải là cái người mà bất chấp em đánh đổi hạnh phúc em để em nhận cái món tiền hay cái món quà đó. Em thiên về tình cảm hơn á, kiểu như là mình tiêu tốn tình cảm á, thì có người mà người ta bù đắp được cái phần đó cho mình thì mình cảm thấy là đây mới đúng là cái chỗ mà mình đang khuyết nè. Như những cái người kia thì tiền không có mình kiếm được nhưng mà tình cảm không có đâu kiếm được đó chị. Thiếu thốn tình cảm là như thế nào? Năm em 17 hay 18 á, là mẹ em bị đột quỵ. Thì mẹ em không có mất nhưng mà mẹ em giống như là người thực vật vậy. Mẹ nằm một chỗ thì từ lúc đó hai chị em là vừa đi học vừa đi làm vừa bươn chải hết mọi thứ. Thì tính là em ra đời cũng sớm. Dĩ nhiên khi ra đời sớm mình sẽ va bóp nhiều. Và những cái lúc mà mình hụt hẫng hay mình buồn á, khi mình không có mẹ bên cạnh thì kiểu giống như là cảm thấy là cô đơn á, nhiều sự cô đơn lắm. Khi mà em gặp ông này thì những cái mà em không có thể nói ra được với ai hay là những cái không được chia sẻ thì Phúc là người mà hiểu được em, lắng nghe được em và chia sẻ với em và chăm sóc em thay cái phần của mẹ luôn. Đó là lý do là tại sao là em không chọn tiền mà em chọn tình, em chọn người này. Rồi hiện tại là tình trạng của mẹ em như thế nào? Mẹ em mất được 1 tháng mấy à, mất 1 tháng mấy. Như vậy là cái quyết định mà đến với nhau để mà em đưa ra cái quyết định chọn lựa đến bây giờ em luôn luôn thấy điều đó là đúng đắn đúng không? Và hiện tại thì về cái tình hình kinh tế của hai vợ chồng nó đã cải thiện được nhiều chưa? Thực sự đến bây giờ thì nó cũng có một chút cải thiện. Tất nhiên là cũng vẫn có khoảng thời gian hơi bỡ bình một chút xíu nhưng mà so với ngày xưa thì là khá rất nhiều. Thế thì ngoài những cái điều đó ra thì còn có những cái khó khăn gì giữa hai vợ chồng? Chị nghĩ ở chung với nhau để mình nói những cái điểm là thuận lợi hết. Nhưng thì chắc chắn cũng phải có những cái lúc cắn đắng nhau, cũng có những cái sự bất hòa trong của cả hai con người chứ. Có những cái điều gì đâu Phúc kể cho Tường nghe thử coi. Những em không có gì gọi quá khủng khiếp để mà em phải không hài lòng cả. Chỉ có những cái nhỏ nhỏ, ví dụ như là tính hay hấp tấp, gấp quá. Mà bác gọi là nhanh nhẩu đỏ. Các Tường đâu biết câu đó. Ví dụ như là vội vàng trong cái gì? Mình chưa biết được cái đằng sau nó như thế nào nhưng mà vội vàng đã kết luận rồi. Hoặc là chưa biết cái đó là cái gì nhưng mà đã vội vàng đoán nó. Mình cùng đoán này là đoán sai. Hai vợ chồng có bị bất đồng về ngôn ngữ hay về văn hóa gì không, vùng miền không? Hồi đầu mới yêu. Ví dụ như là mình đang bàn về một cái vấn đề gì đó thì ở ngoài Bắc thì người ta sẽ nói câu là bạn có hiểu không, mày có hiểu không, em có hiểu không đấy. Cái kiểu là kiểu để kể xong em không hiểu à? Thế
Em không hiểu à, cứ thế xong lại em chẳng biết gì cả thì cái thứ này mình bực mình quá để xong rồi kiểu như miền Nam hay kiểu mình nói nhỏ nhẹ bình thường cái này nè, xong rồi ông này kiểu hay tông giọng cao lớn, xong rồi anh làm em cứ nạt cho mặt em hoài. Nhưng mà thực ra đấy không phải là nạt, mà tại vì cái tông giọng gần giọng gần, nghĩa là mình khẳng định cái điều mình đang nói, mình đang có cao trào mình lên xuống đúng không? Tông bị cao rồi. Ngay cả những cái chuyện nhỏ nhặt, em có ý định làm gì cho vợ em hay là em có tặng món gì, cứ hỏi anh tặng em cái gì đấy. À rồi, trước người ta chưa kịp làm mà. Người ta chưa kịp làm cứ hỏi anh có tặng em không. Trời ơi. Vậy sao còn cái sự hấp dẫn lãng mạn của người ta nữa? Tại vì người ta hỏi trước em giữ tiền, ông xài gì em phải biết chứ. Thế còn ảnh thì sao? Ảnh có cái gì làm mình cảm thấy khó chịu không? Chẳng như ông này ông bày hày lắm. Ông làm cái gì là bừa bãi ra đó, hay là nhìn ra ngoài lên hình đẹp vậy thôi, chứ ở nhà bày hày lắm. Anh chuyên gia không, mới cách đây 2-3 ngày thôi là nằm ngủ trong phòng, tự nhiên sáng nó mới 6 giờ kém mà chưa nay sao thấy bật dậy đi lấy khăn ướt đồ. Còn em tưởng là đi lau đi thay bỉm cho con, nay sao trời nay giỏi quá ta, tự dậy sớm thay bỉm, ai về thấy hiền hụt lau ke. Trời đó. Đang ngủ thì em đang thức, em đang làm gì đó, ông ngủ ngáy to lắm, em toàn bóp mũi cho ông bóp ngáy, xong rồi ông lắc đầu xong ngáy tiếp, kiểu đang kiểu ngủ say quá cái mình kêu mà bị giật mình á, cái kêu xong giật mình là hút nước miếng vô. Trời ơi, gì ghê vậy, cái vụ này lâu lắm tôi chưa có thống, nó có mấy đứa nít nó ngủ nó chảy ke thôi chứ. Xong kiểu mà giật mình là đang chảy dở chừng á, là trời em diễn đã cái ghê quá. Bởi vậy chưa chắc lên hình đẹp trai mà ngoài đời ngược lại hết. Em muốn quay lại mấy cái cảnh đó cho chị. Mới quay lại ngáy ngủ ngủ là em có quay, em có hết mấy cái vụ đó cho ảnh. Đâu có, cho nghe tiếng ngáy rồi. Cái này nó không, nó bị tiếng hoàng. Tao đâu nghe tiếng ngáy nhiều, con thấy nguyên cái bộ cánh. Xong rồi suốt ngày cứ dơ cái bộ cánh hết, út cái đầu vậy? Em vô. Bắt út cái đầu em vô, kỳ lắm mà. Vậy mà hôm nào đi quay mà đi xa đó là em toàn lấy cái gối đó em nằm. Dạ. Thích cái mùi ghiền. Xong rồi kiểu như đã thích một cái gì á là rất là tập trung, rất là đam mê. Thời gian này là ông thích boxing lắm. Là boxing. Bỏ giờ bỏ con luôn hả? Ngày nào không đi tập giống như là ai hành ai hạ, ai làm sao mà cái mặt tầm dầm luôn á, tức quá không được đi tập đó. Xong rồi đứng ở đâu cũng đánh gió. Mày ngủ trên giường cái tay có gì không? Tay đó cũng cứ nằm như nè, xong rồi nghĩ gì trong đầu cứ đánh đấm. Xong rồi em đang nghe, em đang ngủ em nghe cái tiếng gì là thì ra quay ra, ổng đang đánh gió ngoài á. Rồi mua bao nhiêu là găng tay, rồi quần boxing, rồi giày gì đó mà một bộ một cái găng giống nhau thì xài một cái được rồi. Mua 3-4 cái giống gì đó, rồi để mấy phòng tập mỗi phòng để cái gì đó. Thích chết. Rồi hoặc là mê giày. Thì sao em nói em quản lý tiền mà em để cho ổng mua? Cũng dạy trai, trai thích quá rồi. Là cũng do em có thể là xin tiền vợ đàng hoàng, vợ cho mua. Cho rồi thôi chứ giờ cho bây giờ tốt người ta sao được. Nhưng một mà cái găng nó bao nhiêu tiền? Cái găng cũng mấy triệu anh, ít chịu mà mới. Nhưng mà tại vì thích, anh thích quá mà cứ kiểu giờ người ta đi làm vất vả cực khổ quá, cho người ta cái găng đi. Thì cho cái găng chứ sao. Mua chi mua nhiều vậy? Vậy là 1,000,000 một cái à hả? Cặp quá, một cặp. Thì đúng rồi. Một cặp là 3,000,000 nhiều dạ. Mà tự nhiên phải mua chi nhiều chi vậy thì nó cũng như nhau thôi hả? Mê á. Nó chỉ đẹp thôi chứ đâu có khác nhau gì đâu đúng không? Dạ đúng rồi. Nó đẹp, nó cũng chất lượng, nó là hàng xịn đó. Cái kiểu là con người một cái mê cái gì. Không, nhưng mà anh nghĩ á, nếu mình mua giày xịn hay mua cái boxing này xịn á, mình mua một lần mình xài rất là lâu, thành ra không có vấn đề gì. Thí dụ thì nhưng mà mua ví dụ một cái hai cái được rồi, chứ mua chi mà mỗi chỗ mỗi để mỗi phòng tập mỗi cái để cái mắc gì đi. Không mà bỏ trong cái ba lô đi tới đâu là mình đi làm đi đâu mình ghé vô mình có sẵn mình xài. Anh Cương cũng giống vậy chứ là không... anh cũng vậy á. Mời nó biết mà đúng không anh? Tiện thằng chồng là tiền bạc xài chung hay có quỷ đen không? Không quỷ đen không. Hồi trước thì cũng mon men không qua mắt được vậy nè. Định mon men để làm gì? Tê cái pháo đồ hả? Mua này mua kia. Gì mình thích mình mua. Nhưng hiện tại giờ là tiền em làm về là đưa vợ hết hả? Hay đưa bao nhiêu phần trăm hay như thế nào? Dạ em không đưa hết, em đưa 99%. Thì giữ lại 1%. Vậy thì không có cái một lần không có tiền riêng thì làm sao mà lãng mạn được? Rồi sao mua quà, mua cáp, mua làm tạo sự bất ngờ rồi đấy. Nhiều khi là em cũng phải mình phải dùng nam nhân kế để cho vợ mình không để ý thì mình mới mua được quà tặng này chứ không hơi hơi ra vợ cho xin tiền đấy. Nam nhân kế là sao? tức là ví dụ như trước cái dịp nào đó ông sẽ kiểu như là gạ là anh gọi chuyện cho anh ít này anh làm này kia, nhưng mà ông sẽ cất đó ông là nói chứ tôi vẫn còn một vài chuyện riêng tư tôi muốn nói chuyện
với phụ nữ, chị em phụ nữ nó có nhiều cái nó bí hiểm lắm. Phải có thời gian để chuyện riêng bạn gái chúng mình chứ. Ừ. Mẹ mất là đến lúc đuối là mất thôi chứ đâu có nhiều, đó là nằm một giai đoạn quá lâu nữa. Mẹ em là trong lúc ngủ rồi đi. Một mấy năm tất cả? Một năm. Là em chăm hết. Em với chị hai. Chị hai là có gia đình không? Phải có, hai chị em gái có gia đình. Bởi vì ta nói con trai không bao giờ bằng con gái. Lần đầu tiên em đến nhà của Thanh chơi thì là em đã gặp mẹ Thanh là bị bệnh như vậy luôn hả? Lần đầu tiên khi mà em tới nhà đón Thanh chơi thì em nghe được cái tiếng của mẹ vợ em. Nhưng lúc đó là mẹ vợ em đã bệnh rồi, và lúc đó là mẹ cũng không còn kiểm soát được cái trí óc của mình nữa. Mà có nhận ra biết em là ai không? Không biết. Không biết gì hết. Từ năm thứ hai yêu nhau là em đã bắt đầu làm quen dần với những công việc chăm sóc mẹ vợ của em. Bản thân mình cảm thấy là cái điều này mình làm rất là ý nghĩa, không chỉ đối với cả bản thân mình mà nó sẽ giúp cho vợ của em được động viên an ủi rất là nhiều. Và coi như là em chăm sóc mẹ vợ em khoảng 4 năm. Dạ đúng rồi. Em đồng hành với em trong từ lúc đó cho đến bây giờ là khoảng 4-5 năm. Lúc nãy khi mà em nói cái chuyện mà chồng em mà cũng lo chăm lo cho mẹ vậy đó là chị cũng rất là bất ngờ. Thật sự đàn ông người ta không có tỉ mỉ. Em thì cũng bất ngờ mà, tức là cái việc mà ví dụ như mình nhấc mẹ lên để mình lau rửa rồi, thực ra là nó cũng sẽ bị mùi và nó cũng sẽ hơi có không vệ sinh, thì mình cảm thấy là khi mà ổng làm mình xấu ổng luôn á. Mình cũng phải ngại là mẹ mình như vậy, mình cũng rất là mình ngại với người ta á. Nhưng mà người ta thì không ngại, kêu là anh có sao đâu em, kỳ quá, có gì đâu, anh làm cho mẹ có gì đâu nè. Chén cháo mà đút mẹ em á, mẹ em ăn rất là chậm, ăn cả tiếng đồng hồ á. Thì mỗi lần có đút một chút xíu rồi đó, mà cứ tỉ mỉ ngồi đút mẹ cả tiếng đồng hồ. Nhưng mà mẹ là có ý thức không hay là không có ý thức? Mẹ em không biết gì hết. Còn khi mà mời mẹ của bà nội của cháu á, mời vào là bà nội tự vào hay là mình cần mình nhờ giúp đỡ rồi mà rồi bà nội vào? Ông bà lúc nào cũng kiểu đau đớn, kiểu buồn là vì ở xa không có giúp được các con nhiều á. Thì rất là ông bà lúc mà dịch thì là thời điểm đó là ông bà cũng không có đi làm được, thì ông mới bảo là thôi để ông sắp xếp ông vào với cháu. Lúc đó là 6 tháng á, là ông ở 2 tháng rưỡi, là xong đó là Tết. Thì ông mới bảo là thôi Tết rồi tụi con cũng được nghỉ, ông về ăn Tết với bà đi. Thì vừa hết Tết xong thì bà bảo là thôi để bà vào đỡ cho ông. Đầu tiên là ông vào trước. Dạ. Rồi lấy vợ cũng hai bàn tay trắng rồi, vừa rồi gặp dịch nữa, rồi lúc đó vợ em cũng mới vừa sinh xong, thì bao nhiêu cái khó khăn nó chồng vô một lúc như vậy, thì lúc đó em cảm thấy như thế nào? Thực sự lúc đấy thì cảm thấy rất là áp lực. Áp lực ha. Áp lực nó cũng bế tắc. Nó khó chịu lắm hả? Khó chịu mà lại phải dựa vào vợ. Để mà mình sinh sống, mình trải qua cái khoảng thời gian đấy, mình là đàn ông mà mình cảm thấy rất là bí bách trong người, mình cảm thấy khó chịu lắm. Nên là em cũng rất là vui khi mà vợ em là cái người rất là tâm lý, rất là hiểu và luôn luôn đồng hành với em. Dù cho những lúc mà hai vợ chồng có khó khăn đến mức nào đi nữa, thì vợ em vẫn luôn luôn sát cánh với em. Khi mình đã sống với chồng mình thôi, những cái giai đoạn mới gặp nhau thì mình cũng đã có những cái trở ngại về vùng miền, chắc chắn là nó phải có, đúng không? Thì nhưng mà chồng thì cũng cùng trang lứa, mình cũng dễ tâm sự chia sẻ được. Không biết giữa em với ba mẹ chồng thì mình có cái rào cản, có khoảng cách gì, có cái gì mà mình không có thể kết nối được với nhau không? Thực ra là cũng có một số cái kiểu giống như là đúng là về văn hóa nó khác nhau á, về cả ăn uống hay cách sinh hoạt hay nọ, nhưng mà mỗi người nhường nhau một chút xíu. Xong rồi em cũng có, tại vì tính của em nó thẳng tính lắm, là em không thích gì hay em muốn cái gì em sẽ nói. Em cũng nói với ba mẹ là cứ coi con như con, là bố mẹ không muốn cái gì, bố mẹ cần cái gì, bố mẹ cứ nói thẳng với con. Như con không đúng ở đâu thì con sửa ở đó, hoặc là bố mẹ cần khắc phục cái gì thì bố mẹ cũng thay đổi một chút để mà hai bên ở với nhau cho nó dễ á. Thì em từ đầu là em nói thẳng như vậy. Thực ra bố mẹ rất là dễ, bố mẹ dễ nói là người Bắc thôi chứ không có khó như kiểu người Bắc mình hay nói đâu. Ở chung á, rồi mẹ chồng nàng dâu như vậy rồi, có khi nào em bị cái rơi vào tình trạng mà giống như mình đứng giữa, không phải bối rối hay là cảm thấy khó hòa giải, khó giải quyết gì không? Thì bản thân em là một người sống ở Hà Nội, và khi em vào đây em lập nghiệp mà em sống lấy vợ trong này, thì em cũng đã cân bằng được giữa hai vùng miền. Em hiểu điều đó, và khi mà mẹ em vào đây sống chung với vợ em
thì em cũng cố gắng để làm sao mà cho vừa là vợ em hiểu được trong này như thế nào và cũng làm cho vợ em hiểu được là cái phong cách, cái cách sống của người ngoài đó như thế nào. Hơn khi mà bên gia đình Phúc thì dắt em về giới thiệu thì cái phản ứng của gia đình bên Phúc như thế nào? Khi mà nói là Phúc yêu cô Sài Gòn đó là cả nhà giật mình liền. Tại vì đối với cái quan điểm của người ngoài đó thì lại nghĩ là con gái Sài Gòn không có biết chăm lo gia đình, ăn chơi nữa thì cũng sợ. Nhưng mà nói chung là cái việc mà gia đình của đối phương có yêu thương, có hiểu không thì là do bản thân em phải nói. Ví dụ như bên nhà em thì em phải cho ba mẹ em hiểu là ừ, Phúc là người tốt, Phúc có thể chăm lo được con, chứ không có giống như ba nghĩ. Còn bên Phúc thì Phúc cũng sẽ nói với ba mẹ và cũng sẽ, rồi hai đứa kiểu như sau thời gian yêu thì chứng minh thì ba mẹ cũng thấy là thật ra mình nghĩ vậy nó không có đúng vậy. Trong cái vấn đề mình chăm con thì có khi nào có cái xung đột hoặc là có cái sự gọi là nó không có cùng chung một cái cách để mà chăm sóc con dẫn đến sự mâu thuẫn chứ? Gọi là mâu thuẫn thì cũng tới nỗi vậy. Tại vì tụi em đã tự chăm bé 6 tháng thì ông bà mới vào á. Thì 6 tháng đó là tụi em đã chăm theo cách của tụi em rồi. Và lúc mà ông bà phải tham vào cũng kêu tại sao lại làm như thế, lại này kia. Ví dụ là cụ gì, chuyện gì, ví dụ chuyện gì là ba ngoài đó, ba mẹ ông bà không đồng ý. Là em theo nếp bé theo y gì là em sẽ không phải kiểu mà ăn thì phải ép ăn cho hết, nhưng mà cũng ăn được nhiều rồi bé tới giờ là bé ru ầu ơi đi ngủ. Rồi em sẽ cho nó đi ngủ sớm chứ không phải là em đêm em có thức 3-4 lần để mà cho bú. Thì kiểu như là ông bà sẽ nói vậy, nó đói làm sao phải đêm phải thức dậy thêm cho bé bú đi chứ. Rồi em nó không ăn phải ép đi để nó đói như này thì cái kiểu thì ông bà lại cứ sợ cháu đói cháu mệt này kia. Nhưng mà em thì kêu là em nêu theo nhu cầu. Các cụ là kiểu truyền thống. Dạ đúng rồi, truyền thống ngày xưa. Cho nên là các cụ sẽ rất là hơi bực mình. Là không hài lòng cái cách chăm con bây giờ. Nhưng mà khi mà tụi em làm như vậy thì tụi em phải đưa ngay ra dẫn chứng, đưa ngay ra cái bằng chứng cụ thể xác thực và những cái chỗ mà có cơ sở và uy tín để cho mẹ hiểu và mẹ tin được đấy là những cái điều mà mình nghiên cứu, mình tìm hiểu chứ không phải là tự mình quyết định mình làm. Thì mẹ cũng bắt đầu làm theo những cái gì mà vợ chồng em chăm con chăm cháu. Ở chung nó có những cái khó khăn mà ví dụ giống như là nó cái không gian nó cũng nhỏ quá, nó chật hẹp quá. Rồi đôi lúc vợ chồng có nói chuyện riêng bàn bạc cái gì thì mình cũng ngại. Như khi em bực bội gì đó chồng mình em cũng không dám cự khi mà có mẹ chồng ở đây. Đúng không? Đó, em có bị rơi vào những cái tình huống như vậy không? Tức là từ ngày xưa lúc mà có những lần mà em về Hà Nội á để mà Tết nhất á thì kiểu như ngoài đó thì họ sẽ kiểu là sót con trai á. Phúc ở đây là mọi thứ việc nhà là làm hết rồi. Nhưng mà khi ra ngoài đó em đâu dám sai. Hoặc là Phúc, lúc mà Phúc làm thì kiểu như mẹ bảo thôi để đấy mẹ làm. Mà em đâu dám để mẹ làm. Em phải vô làm xong em kêu đúng anh tự đi làm đi, chứ cứ để mẹ làm hoài xong em phải vô em làm. Thì kiểu vậy, tức là họ vẫn sẽ kiểu cảm thấy là không muốn cho con trai mình làm những cái việc đó. Nhưng mà đối với mình ở đây thì cái việc đàn ông phụ giúp gia đình, phụ giúp vợ nó là bình thường. Vậy thì bây giờ mẹ ở chung như vậy thì bình thường đêm rồi chăm con rồi Phúc làm rồi hoặc là bên trong nhà nấu nướng giặt giũ thì ai làm, nấu ăn ai làm? Nấu ăn thì em làm. Sáng trước khi đi làm em sẽ làm sẵn cơm cho thằng nhỏ rồi sẵn sẵn đồ ăn cho bà kia đó. Bà chỉ việc là nấu lên thôi, em sơ chế sẵn hết rồi. Hoặc là em làm sẵn luôn thì chỉ việc lấy ăn thôi. Còn ví dụ nhà cửa bà cũng sẽ hỗ trợ. Em kêu là bà phải cứ tập trung vô xin. Những người rảnh thì bà phơi cái đồ hay là rảnh thì mà bà rửa cái bình cho nó thôi, chứ cũng không cần thiết là quan trọng việc nhà. Ví dụ như quét nhà, lau nhà, vệ sinh nhà cửa thì ai làm? Đó, thì cứ xong rồi em đi làm về, những khi em sẽ mệt em sẽ chỉ vô chơi với xin thôi, hoặc là em rửa cái chén vậy thôi. Thì Phúc đi làm về, Phúc mẹ thấy Phúc làm thì thôi để mẹ làm. Mà lúc đầu thấy kỳ nhưng mà biết Phúc lờ luôn. Tại vì em lúc đầu em cũng cố là vậy thôi để con làm. Em cũng đi em rửa chén, cũng đi em quét, em rửa này nọ. Nhưng mà sau cái mấy bữa sau hơi mệt quá rồi, thôi để mẹ làm, để mẹ làm. Nhưng mà kế hoạch thì sắp tới thì sao? Đâu bà đâu ở đây hoài bỏ ông được. Thì đó, thấy thương tình nhớ nhau chứ ngày nào cũng phải tha. Ông làm gì đấy, rồi trước ngày không có làm gì, không nói gì nhiều nhưng mà cứ để nhìn nhau nha. Mình cũng muốn ích kỷ giữ lại bà hay ông để giữ xin. Mà bây giờ thôi thấy ông bà tội nghiệp quá mới kêu là thôi bố mẹ về đi con gửi đi cho đi học, hoặc là em thuê người giúp việc ở nhà. Chào bà nội trẻ luôn. Sao chị? Rồi bỏ ảnh ở ngoài rồi ảnh có réo gọi dữ không chị? Có, ngày nào cũng gọi, ngày gọi mấy cuộc. Nhớ
như bà, như cháu, như các con. Dạ, nhưng mà chị đi vô đây lâu vậy rồi công việc ngoài đó làm sao? Mình cũng xin nghỉ ở ngoài đấy, thời gian. Dạ. Đấy, thì cũng vẫn đang đi làm. Dạ. Nhưng mà cũng nghĩ là vì cháu nên là thôi vào với cháu thì thương nó quá vì nó vẫn còn bé. Dạ. Nhưng mà lại không gửi được người ngoài. Nếu mà ở ngoài kia mà công việc mà họ cũng giải quyết được thỏa ổn thì có khi lại xin nghỉ thêm với cháu. Dạ. Rồi khi mà vào chung thì ở con mình thì không sao, rồi thêm con dâu nữa, rồi nuôi con thì chắc nó có những cái điều nó cũng không có vừa ý được mình lắm. Thế mình thì mình thế hệ trước thì nó cũng có những cái nó khác với suy nghĩ của tụi trẻ bây giờ. Thì chị có gặp phải những cái khó khăn gì khi mà ở chung cùng với là con cháu trong nhà như vậy không? Cũng cảm thấy là nó cũng hơi khó một chút. Thế nhưng mà vì là các cháu thì bây giờ nuôi con theo kiểu hơi khoa học bây giờ đại. Đúng rồi. Còn thì như bọn mình ngày xưa thì nuôi các con nó đơn giản, nó không khó như là bây giờ. Ủa vậy hả? Ừ. Em nghĩ hồi xưa khó hơn chứ bây giờ nó dễ hơn chứ chị. Ngày xưa dễ lắm, ăn uống cũng dễ mà nuôi con nó không cầu kỳ như bây giờ. Ồ vậy à? Trước đây thì lúc nào các cháu ngủ thì là buồn ngủ thì cho ngủ, còn thời chơi thì là cho chơi. Đấy, thế có điều là bây giờ thì nó nhiều cái nó khoa học hơn nhiều. Coi như nhiều khi hai bà cháu đang chơi vui, thằng nhỏ đang cười tí tửng mà về con dâu mà đến giờ đi ngủ rồi là cho phải cho đi ngủ luôn. Cũng hơi tức tuổi ha. Đấy, vâng. Còn về phía con trai mình thì sao, khi mà chị thấy giống như ngày xưa mình á, tại vì em cũng người miền Trung, ở ngoài Huế thì nhiều khi là trong nhà là chồng được kiếm tiền, vợ ở nhà là phải bếp núc thiêu thùa con cái. Nhưng mà bây giờ thì tụi trẻ là đàn ông cũng phải làm vẫn nhiều khi cũng phải xuống bếp, cũng phải quét dọn lau chùi. Thì không biết là cái cảm xúc mình khi mình thấy con trai vẫn phải làm những công việc trong nhà như vậy thì cảm xúc của chị như thế nào? Lúc đấy thì mình cũng cảm thấy là ví dụ như là con dâu mà ngồi mà để chồng làm thì nói chung là nó cũng không được không thoải mái lắm. Nhưng mà đây được cái thì được cái là hai cháu thì chúng nó cũng tự bảo nhau, thì con trai cũng làm việc, con dâu cũng làm. Đấy, con dâu thì nấu nướng thì bếp nước, thì con trai thì dọn dẹp nhà cửa. Dạ, chứ bây giờ hai đứa trẻ cùng đi làm mà đứa nào đấy, cũng đi làm sáng tối về cũng mệt. Đấy. Thế là vào ở chung với hai đứa như vậy trong suốt cái thời gian vừa rồi thì có bao giờ chị nghe hai vợ chồng mà nó cắn đắng nhau, nó gây gỗ nhau mà nó giấu chị giấu giếm giếm mà mình người lớn mình nhìn mình thấy mình biết, có bao giờ tụi trẻ nó có vấn đề bất hòa với nhau không? Thực ra thì ở thời gian thì nó cũng không được dài lắm, nhưng mà mình chưa thấy cái biểu hiện gì là hai vợ chồng giận nhau cả. Thế nhưng mà được cái là thấy hai đứa này nếu ví dụ nó có giận nhau nhưng mà chỉ tí xong nó lại hòa bình luôn, nó lại vui luôn. Thế nhưng mà nhiều lúc mình thì mình cũng phải nói với con trai là muốn làm gì thì làm, thì con cũng phải nhường nhịn vợ để cho vợ nó thoải mái. Cũng có nhiều cái thì mình là đàn ông mình phải làm lành trước. Đấy. Nhưng mà thấy vợ cô này lăng mà em thấy cô này có vẻ cũng cầm chịch gia đình cũng ấy dữ lắm chứ đâu có dễ giờ mà ấy đâu phải không? Thế thì mình có cảm thấy lo cho con trai mình coi như là bị nắm quyền hết không? Cái đấy thì nói chung phụ nữ thì ai cũng muốn như thế, thế nên ra là bản thân mình cũng thế, mình cũng muốn nắm kinh tế gia đình. Thế thì con trai nhà này nó cũng thương vợ, chiều vợ lắm. Rồi em cảm ơn chị, em cũng hy vọng là em chúc cho chị với ông nội nữa ha, ông ngoài kia là luôn được nhiều sức khỏe, rồi mình lo cho con cháu mình được chừng nào thì mình lo, nhưng mà công việc mình thì đến lúc mình cũng phải làm. Cũng hy vọng cho nguyên gia đình mình là luôn luôn nhiều sức khỏe và hạnh phúc vui vẻ. Vâng. Trời, có hai cái răng thấy ghét không? Vậy như là có con heo vậy đó mẹ. Wow, cái gì đó. Rồi có nó nhìn cho em kìa. Hôm nay em có hai món quà đặc biệt dành tặng cho vợ em. Wow. Đầu tiên thì sẽ là một chú heo đất. Cái này hai vợ chồng có nói chuyện với nhau trước rồi. Bây giờ có cu xin thì phải mua một chú heo đất để bỏ tiền vào đây cho cu xin. Đâu? Là có tiền chưa? Chưa. Mua heo à? Phúc lộc. Đây cũng là một món quà rất là đặc biệt. Tiền để dành lâu chưa? Cái này vợ em mới cho hôm qua. Chị lấy tiền đi mua luôn. Vợ tự... Xin ơi, xem quà này, bóc quà đi. Áo. Quần tè ghê, áo đồ. Thực sự là qua khoảng thời gian yêu nhau và lấy nhau và về ở với nhau bây giờ là cũng 7 năm rồi, chồng cũng rất là vui.
và rất là hạnh phúc khi mà có vợ ở bên, và bây giờ mình có thêm một thành viên mới nữa, một cung xin. Chồng cảm thấy rất là tuyệt vời khi mà vợ luôn luôn là người đồng hành cùng chồng trong những khoảng thời gian khó khăn nhất. Tất nhiên là cũng vẫn còn rất nhiều khó khăn, mà chồng rất là mong là vợ chồng mình sẽ tiếp tục cùng với nhau để xây dựng gia đình ngày một lớn mạnh hơn nữa, hoành tráng hơn nữa. Chung là rất cảm ơn vợ. Rồi, vợ không nói gì trơn à, vợ nói gì đi chứ. Nói mà mắc cỡ quá. Thôi mình đặt thư đi. À, có thư. Ồ, có thư. À, gửi người yêu, người thương, người chồng, người ba của con em. Đầu tiên, em muốn nói rằng em thực sự biết ơn vũ trụ, biết ơn duyên phận đã cho chúng ta gặp nhau. Thôi, đọc nhau. Yêu nhau, cứ để chồng đọc. Thương nhau, trở thành vợ chồng, và đặc biệt là được làm ba mẹ của con mình. Mình yêu nhau từ lúc thanh xuân đôi mươi, đến nay cũng đã qua hàng băm, trải qua nhiều khó khăn vất vả, tưởng chừng khó vượt qua. Nhưng em biết ơn cả hai đứa mình đều không bỏ cuộc, không buông tay nhau. Em yêu cách chúng ta yêu nhau, yêu cả những khiếm khuyết của nhau. Hai đứa mình không ai hoàn hảo, nhưng khi bên cạnh nhau, mọi sự trở nên thật tròn đầy, đường còn dài, tương lai còn nhiều chông gai phía trước. Chỉ mong luôn tin tưởng nhau để cùng vượt qua. Nếu được chọn lại một lần nữa, em vẫn xin được trở thành gia đình cùng anh và con. Yêu hai bà con thật nhiều, trái tim. Nó là tuyệt vời, nghĩa là không bao giờ hối hận, 300 năm sau vẫn vậy. Em cũng cảm ơn chương trình, cảm ơn anh chị, giống như là có một cái dịp để mà tụi em nói được những cái mà bình thường, kiểu như cuộc sống sinh hoạt với nhau hàng ngày nhiều năm mà không có nói được, thì bây giờ cũng là có cơ hội để nói, cũng để hiểu nhau hơn, và cũng từ đó mà mình có sự kết nối chặt chẽ hơn, lâu dài hơn. Thật ra là đây là một người phụ nữ cũng rất là cảm xúc và đầy tình cảm. Nghề nghiệp hiện tại cũng như là quê quán của mình này. Rồi mời chị ạ. Nghe bên đó nói nhỏ quá mà làm không nghe. Dạ chị ơi, giờ mình chủ động chia sẻ bản thân giúp bên em nha, là mình họ tên gì, sinh năm bao nhiêu, hiện tại đang ở đâu và làm công việc gì nha chị. Mình cứ chủ động nói chuyện nha chị. Rồi. Dạ. Mình tên là Lưu Thị Hồng Đào. Mình sinh năm 1983, mình đang công tác tại trường mầm non ở quận 7. Công tác tại trường mầm non là mình là giáo viên mầm non hay là làm gì ạ chị cụ thể ạ? Chị có nghe rõ em nói không nhở? Dạ nghe nhưng mà rất là nhỏ, có câu được không không? Hiện tại mình đang làm ở trường mầm non, là mình làm vị trí gì ạ? À, mình là giáo viên mầm non. À, là giáo viên mầm non. Vâng, mình là người Sài Gòn luôn hả chị? Hiện tại thì mình đang ở đâu? Mình là ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Quận 7 luôn. Rồi, chia sẻ giúp em về nhiều hơn về bản thân đi nào. Về tính cách của mình này. Bạn có thể nói lại một lần nữa. Chị chủ động chia sẻ giúp em nhiều hơn về bản thân được không ạ? Về tính cách của mình này, mọi người nghĩ mình là người như thế nào, ưu nhược điểm của mình là gì? Mình là người mà cũng không có năng động lắm, không có hoạt bát lắm. Thế trong tình yêu thì mình là người như thế nào? Mình chia sẻ cho em về cái câu chuyện tình yêu của mình được không? Tình trường của mình là như thế nào? Mình đã có gia đình nha. Mình đã ly hôn được 10 năm rồi. Mình có hiện có một bé trai là 6 tuổi rồi. Thì đó
tới đây thì mình cũng có một hai chị gặp mà cũng lý do chia tay vì sao mình lại lý do mình đổ vỡ hôn nhân là chị là gì hả chị? Cái hôn nhân mình có mình okay. Hai là do là cũng hợp với ông xã cũng cần quản lý do là ông xã cũng khỏe quá thì có những cái mình không có đáp ứng được á thì gia trưởng quá là như thế nào hả chị? Áp đặt hay là anh chính là bên mình có vậy thì bây giờ mình có nhu cầu tìm bạn nam như thế nào ạ? Bạn nam là từ 40 trở lên, lớn hơn mình là được. 40 đến 50 tuổi thì có công việc xíu. Mà nếu làm bên đó tốt, mình thích những người bên đó thì dịu dàng hơn, biết cách cư xử á. Thu nhập thì thế nào hả chị? Có công việc ổn định là được, không cao lắm vì mình đi làm có thu nhập. Rồi còn chiều cao hay là quê quán của bạn Nam có gì mình cần phải lưu ý không? Bạn Nam theo đạo có được không? Mình thì nếu mà bạn Nam thì bên đạo Phật càng tốt, tại vì mình làm ở bên nhà nước á thì mình mẹ mình đọc phố thì cũng hơi khó khăn mình trước. Còn cái phần chiều cao và quê quán thì mình không quan tâm ở đâu. Rồi ok ạ. Rồi cảm ơn chị là em đã chương trình đã nhận thông tin của mình này. Thì nếu mà mình vượt qua cái vòng casting đầu tiên này thì sẽ có biên tập làm việc cụ thể về nội dung với mình ở vòng 2 và hẹn mình và tìm cho mình người phù hợp nha chị. Rồi cảm ơn chị ạ. Cảm ơn chị. Ủa anh để đâu? Anh để vali đâu? Lên xe anh sao có chỗ để? Kia chị Ngân để. Chị Đà Uyên, chị là biên tập của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thì trong đây có cho chị Trúc nữa. Thì buổi casting ngày hôm nay thì trước mắt là em sẽ giới thiệu về bản thân của con trai, giới thiệu họ, tên, tuổi, nghề nghiệp, quê quán. Rồi mình cứ chủ động giới thiệu về bản thân của mình. Rồi, dạ. Mời em. Dạ, em tên là Lệ. Em sinh năm 90, quê em ở Bình Thuận ạ. Nghề nghiệp của em bạn Hằng ơi, hình như là chị thấy nó bị chập chờn, đúng không? Dạ, bên em thấy rõ chị. Đường truyền nó đang bị chập chờn á, chị không có nghe giật. Rồi em cứ giùm chị ha, giới thiệu lại giùm chị nha. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Lệ Hạ, sinh năm 1990, quê ở Bình Thuận, hiện đang làm giúp sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Ở đâu em? Dạ, ở Gò Vấp ạ. Mình sống với ai em ơi? Dạ, hiện tại thì em đang ở trọ với em trai. Cảm ơn chị, chào em. Dạ, em dạy ở Gò Vấp, trường mầm non Tâm Toàn Cầu. Giới thiệu về điểm mạnh điểm yếu của mình ha. Điểm mạnh là những cái mạnh của mình, hát hò nhảy múa nấu ăn cái gì mà hát gì đó. Em thì hát được, thích nấu ăn. Hát được hả? Hát cho chị vài câu nha. Dạ hiện tại thì đang em đang bị ho, đang đau họng quá chị. Một vài câu chị không có kêu hát nhiều.
kêu cái em quên mất không biết hát bài gì nữa. Hát được rồi con, điểm mạnh gì đó. Dạ, nấu ăn. Rồi con nè. Dạ, chắc là hết rồi. Thấy là hay lắm đúng không? Có thể làm mấy cái đồ mà handmade này kia để cho các bé chơi đúng không? À dạ, cái đó thì em có thể làm được nhưng mà không có khéo tay lắm hả? Ừ, có thể làm được là hay rồi. Rồi điểm yếu của mình là gì? À, điểm yếu của em là hơi bị tự ti á chị. Em đã từng ly hôn. Ly hôn rồi à? Dạ. Rồi mình có cháu nào không em? Dạ, dạ không chị. Em có đây 6 năm. Ừ, ly hôn cách đây 6 năm. Vậy là em cái chồng năm bao nhiêu tuổi? Dạ năm em 25 tuổi. Rồi lý do thì sao mình ly hôn? Ủa mình cưới được bao lâu thì ly hôn em? Dạ, rồi em sống với nhau được mình rồi. Không hợp với. Ừ, cưới nhau 6 tháng rồi là ly hôn rồi. Dạ. Là về vấn đề mẹ chồng nàng dâu hay sao em? Dạ đúng rồi, vấn đề dạ. Hai bên gia đình nữa. Nói chung là người lớn còn tại vì em là nhưng nghe lời mẹ quá cho nên là tụi em cứ dừng lại. Cái chị không biết chủ ý. Cái chồng em thời mẹ là nghe lời như thế nào để nó có em coi ví dụ như người sau ví dụ chị giới thiệu nó ở mức độ nào thì là em cảm thấy là không đó. À, tại vì chồng em á, mẹ chồng em á kiểu là không ưng em. À, xong rồi là muốn con của mình là dừng lại á, là chồng em là nghe lời, trong khi đó là em đã năn nỉ chồng là nếu mà không ở được với ba mẹ thì thôi chồng dọn ra riêng để từ từ mà từ từ rồi thuyết phục hai bên gia đình sau, nhưng mà chồng em không có đồng ý. Đó là chắc là anh phải với em phải dừng lại để anh về sống với ba mẹ anh, báo hiếu cho ba mẹ anh. Ủa nhưng mà lý do tại sao lại không ưa em á em? Dạ tại vì em thì em không có làm được nghề nông á, mà mẹ chồng em thì muốn con dâu là phải làm nông rồi. Đạt mà hồi trước ấy, khi mà em tìm hiểu thì em có biết cái điều đó không á? Dạ không, lúc mà tìm hiểu thì chồng em nói là anh chỉ cần một người biết nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa để phụ má anh làm việc thôi. Khi cưới nhau giờ rồi xong là ba chồng mới nói là không lẽ giờ má chồng con ra làm ở ngoài ruộng mà con ở trong nhà thì cũng khó coi quá. Thôi con ra con phụ má được gì thì phụ. Mà tại vì từ nhỏ tới lớn là em không có làm nông được. Xong rồi bắt đầu mẹ chồng càng ngày càng thấy không hợp, không thích nữa. Rồi kiếm chuyện này kiếm chuyện nọ đủ thứ á. Vậy là sau 6 tháng là chia tay luôn. Dạ. Là em quen bao lâu mà em tiến đến kết hôn vậy? Dạ chắc tầm 5-6 tháng á chị. Trời ơi. Ok. Rồi ly hôn 5 năm qua, 6 năm qua chứ, thì em có tìm ai yêu thêm ai không? Dạ cũng có một người. Xong rồi người ta kiểu người ta cũng thấy em ly hôn rồi á, người ta cũng không có thích lắm, gia đình người ta cũng dạng khó khăn á, là không muốn con trai người ta lấy gái đã có chồng rồi nên là thôi, tụi em cũng thôi luôn, là giờ em không quen ai hết. Lâu em quen người sau á được bao lâu? À, quen được 2 năm, lúc đó là em mới lên Sài Gòn á, là em quen bạn đó. Được 2 năm mà cho như vậy thôi rồi em dừng đó. Dạ, tại vì cái lúc đó là người ta nói là gia đình anh á thì hồi trước tới giờ là không có
không sao chị hết. Bây giờ anh mà cưới em á thì em đã đám cưới một lần rồi, không biết là gia đình em có tổ chức đám cưới cho em hay không, rồi nói những cái câu mà làm cho mình bị tự ti á chị, xong rồi là nên thôi em dừng lại. Và bạn đó cũng có người khác, chắc là bạn đó có người khác nên bạn đó kiếm chuyện. Đạt, sau khi chia tay mới biết bạn có bạn khác hả? Dạ đúng rồi. Sau khi chia tay thì bạn đó quen cái bạn làm chung công ty luôn. Rồi hình như hai bạn bây giờ là đã kết hôn rồi. Ok. Rồi bây giờ mình muốn mẫu người như thế nào à, Hạ ơi? Dạ. Một người đàn ông trước mắt thì cao hơn em, có nghề nghiệp ổn định, đủ đảm bảo để cuộc sống của vợ con. Năm người em rồi, định là ổn định là thu nhập bao nhiêu, em cho chị cái mức luôn đi ha. Nếu mà đàn ông mà sống ở Sài Gòn thì chắc là phải tầm trên 10 triệu. Rồi, cao thì sao, em nói cao hơn em là cao bao nhiêu được? Cao hơn em thì tầm 1m7. Dạ em cao 1m6. Rồi 10 triệu trở lên thì đủ đúng không? Rồi. Rồi. Vậy là diễn tả cho chị một xíu ha, để chị nhìn bằng mắt thường nè, là chị thấy được là cái anh đó nó ảnh phù hợp với em. Ví dụ như là tóc, tai, mặt, mũi, miệng, tay chân, da, tóc đồ. Dạ cái đó thì em dễ tính, nếu mà mình cái tóc tai mình có thể thay đổi được, em cũng không quan trọng mấy cái chuyện đó. Chủ yếu là tấm lòng người ta như thế nào thôi à. Ok chị, thật chị sẽ, nhưng mà em cũng phải nói là người đó mập hay ốm hay như thế nào đó. Chứ mà ví dụ dạ mập hay ốm hả, em thích là vừa vừa mập mẫm mỉm là được rồi, không ốm quá cũng không mập quá. Em rồi có cái gu nào nhất định không em? Ví dụ như anh Quyền Linh hay là anh Bình Minh hay là ai chẳng hạn, thì chị nhìn vô chị còn biết cái gu em là gì. Chứ mà bây giờ em cứ nói chung chung thì chị chẳng lẽ chị ghét ai cũng được, cũng kỳ ha. Dạ anh Quyền Linh cũng được, mỗi người đàn ông của gia đình. Rồi nghề nghiệp nghề miễn sao là trên 10 triệu thì chị ok rồi. Tuổi thì sao em ơi? Dạ. Bạn tuổi thì hơn tuổi của em, hơn từ 2 tuổi là được không? Gọi nhỏ hơn em được không? Nhỏ hơn em thì em sợ người ta không chịu em thôi chứ. Chút đi nè, chứ chị không hỏi người ta đâu. Chị ta giờ sẽ dạ. Cách nói nhỏ hơn cũng được nhưng mà nhỏ ít thôi, tầm 1 tuổi đến 2 tuổi thôi. Tại vì phụ nữ mình sau này sẽ già hơn đàn ông nhiều lắm. À, cái anh đó anh cũng ly dị như em vậy, em con thì em ok không? Nếu mà ly hôn rồi đã có con rồi hả chị? Ừ. Nếu với điều kiện là anh đó ảnh tốt chứ không phải là em sợ là những người ly hôn rồi á là có vấn đề giống như kiểu chồng của em nên em không có niềm tin nhiều. Còn ly hôn là ly hôn do không hợp nhau chứ không phải là gì ly hôn về vấn đề là nghe lời mẹ giống như chồng em đúng không? À đúng rồi. Rồi biết nha. Tên tuổi của mình là gì này, ngày tháng năm sinh, quê quán và nghề nghiệp hiện tại cũng như là tính cách của mình, rồi chủ động chia sẻ nha chị. Vâng ạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Thị Yến ạ, tên đầy đủ là Nguyễn Thị Yến. Em sinh ngày 23 tháng 11 năm 1985. Hiện tại thì em đang làm việc và sinh sống tại Hưng Yên ạ. Em ở ngoài Bắc. Và công việc của em là làm ngành spa ạ. Ở Hưng Yên ạ. Ở Hưng Yên ở Hưng Yên mà bây giờ chương trình ghi hình ở Sài Gòn thì có bay vào để ghi hình được không?
Ở trong Sài Gòn thì em có thể vào được ạ. Rồi. À, chia sẻ về nhiều hơn về bản thân này, là điểm mạnh điểm yếu của mình là gì, mình có sở trường gì không? Em sở thích của em thì em rất là thích làm đẹp cho người khác ạ. Và điểm yếu của em thì em hay khóc. Hay không? Hay khóc qua hay khóc như thế nào? Nghĩa là kiểu em hay kiểu cứ có một cái chuyện gì đó mà nói chung là buồn một xíu là em cũng khóc, hay tủi thân ấy, hay khóc. Rồi. Chết. Đúng ạ, giờ lên sân khấu mà run cũng khóc. Là chết dở rồi này. Chắc là không đến nỗi như thế đâu ạ. Rồi, em rất là hòa đồng, rất là hòa đồng và sống cũng biết quan tâm đến người khác. 85, sinh năm 85 là mình đã từng kết hôn lần nào chưa nhỉ? Em thì cũng đã từng nhờ em cũng kết hôn một lần rồi ạ. Và hiện tại thì em đang ly hôn được 5 năm rồi. Vì sao mình lại ly hôn? Lý do ly hôn là mình có bé nào chưa? Em có em bé rồi. Em có ba em bé gái rồi. Thì hiện tại thì em đang nuôi một em bé. Thì thực ra chuyện ly hôn thì cũng... Em thì ở với ai chị? Dạ? Có hai bé ở với bố. Mình ly hôn sau một thời gian thì kiểu lúc đấy gia đình cũng kiểu mình cũng bị kiểu như là khủng hoảng quá ấy. Xong cũng gia đình cũng đón về, xong rồi cho đi nước ngoài 3 năm, mình mới về nước được 1 năm. Mình đi nước ngoài là mình đi đâu? Em đi Nhật ạ. Rồi. Trong cái khoảng thời gian này thì mình có quen thêm ai không? Có, nhưng mà bên Nhật thì em về em cũng quen một... ở bên Nhật thì em cũng có yêu một người. Yêu trên mạng thôi, không gặp nhau bao giờ. Thì khi mà gần về nước, lúc đấy là thời điểm dịch thì mình cũng có chuẩn bị về nước, nhưng mà vì dịch không về được nên là anh đấy có quen một người khác và yêu người khác ấy. Đến lúc đó về thì mình cũng... anh lúc về nước thì họ cũng muốn quay lại, nhưng mà lúc thời điểm đó thì mình không muốn quay lại. Thì cũng có một bạn đến và yêu đến tháng đâu đến Tết thì bắt đầu chia tay vì anh ấy có gia đình rồi ấy, mình chia tay. Rồi lý do vì sao mà mình ly hôn, mình chia sẻ lại cho chương trình này là mà ly hôn có vẻ là không êm đẹp lắm đúng không? Sau đấy thì ly hôn thì đổ lỗi thì bây giờ cũng chẳng biết đổ lỗi cho ai, nhưng mà như chính là do mình chồng mình ngoại tình ấy, thì ngoại tình rất là nhiều lần và lần cuối cùng đó là cái lần mà ngủ với cả em dâu của mình ấy, thì vợ chồng mình chia tay. Uyên ơi, biên tập Uyên ơi, hơi khó nghe chị ạ. Hơi khó nghe ạ. Alo, có nghe chưa mọi người ơi? Rồi, ok ạ. Cho em hỏi xíu anh chị ha. Thường là ví dụ như ba mà như vậy rồi, thì ví dụ như thường mẹ là mẹ sẽ bắt con hết. Nhưng mà tại sao là em thấy chị bắt có một bạn thôi, còn hai bạn đó là hai bạn lớn hả? Cái mà mình chia tay ấy, thì là có em thấy ba là mới có mấy tháng của bạn. Lúc đó mình cũng có ý định là đón hai bé về, tại vì bé lớn là chủ động một cùng với bố. Thì lúc đấy em đi và hỏi thì em bé cũng muốn ở với bố. Thì khi mà mình muốn đón em bé thứ hai về cùng ở ấy, thì là kiểu như là em bé đấy mới bắt đầu vào lớp 1, thì bố em bé có nói là bây giờ công việc của mình chưa ổn định thì để bố nuôi em bé, xong rồi bố nuôi em bé xong bao giờ mình có điều kiện thì mình sẽ đón em sau. Thì lúc đấy mọi người cũng khuyên mình là lên nuôi một bé thôi. Thì lúc đấy mình lại về nhà cửa, lúc đấy mình cũng chưa có ấy, xong rồi con cái thì vẫn còn nhỏ, em bé quá nhỏ luôn. Thì là đó là lý do mà mình nuôi một bé là như vậy. Còn hiện tại thì sao rồi, chị về nước được bao lâu rồi? Mình về từ tháng 6 năm ngoái, hiện tại là về được 1 năm, tính ra là được 1 năm rồi. Thì là hiện tại là mình có nhà cửa này kia chưa, rồi dự định khi nào mình có bé gì hay không, hay là như thế nào?
Đợt trước thì nhà cửa hiện tại thì mình cũng chưa có nhà cửa, mình vẫn đang đi thuê để làm spa thôi. Thì em bé thứ hai cũng muốn là về với mình ấy. Thì lúc đó thì mình cũng nói chuyện với bố, thì bố bảo là cứ tòa, theo tòa mà giải quyết. Cũng có nghĩa là cũng chưa có ý định đưa để cho mình đón em bé thứ hai về ấy. Với cả bảo mình là bây giờ đang hai chị em đang ở như vậy mà mình lại tách em bé ra thì tội cho hai đứa ấy, nên là bảo mình là suy nghĩ lại. Rồi ok. Rồi khi mà chị mẫu người mà chị muốn sắp tới thì như thế nào? Và ví dụ như anh cũng trong hoàn cảnh với chị, ví dụ như cũng đã ly hôn, cũng nên nuôi con thì là sao? Thực ra thì mình cũng rất là muốn tìm hiểu một người. Trước kia thì mình cũng không có suy nghĩ là sẽ đi bước nữa đâu. Nhưng mà kiểu nhiều người cũng bảo là mình ở vậy như vậy thì cũng không được, bởi vì là con cái sau này cũng trưởng thành, cũng đi lấy chồng ấy, thì cũng nên phải đi bước nữa để sau này cuộc sống vợ chồng nhờ nhau ấy. Tại vì thì bố mẹ thì cũng một ngày một già đi. Lúc đó mình mới về nước cũng tập trung vào làm ăn luôn, cũng chưa có ý định lấy chồng. Thì bây giờ công việc ổn ổn một chút rồi thì cũng muốn tìm hiểu một ai đó, thì phải là một người mong muốn của mình sẽ là một người thật sự là họ phải chín chắn một chút, phải có nghĩa là cũng cùng hoàn cảnh như mình ấy, thì họ có thể hiểu được và thông cảm cho mình. Cùng hoàn cảnh rồi là cũng đang nuôi bé luôn. Có rồi. Bé ở không sao cả, vấn đề đó đi ảnh hưởng gì cả. Rồi về ngoại hình này kia thì sao chị cứ ngoại hình thì vẫn là cũng phải nhìn, cũng phải ưa nhìn một chút đi. Ưa nhìn là ưa nhìn như thế nào chị? Chị như cho em cái cụ thể đi. Ví dụ như chị thích mẫu người như thế nào cho tụi em ưa nhìn, với tụi em khác với ưa nhìn của chị. Nên mình không có thể nào mà có gu nhất định cho em để em còn nhìn vô, nhìn bằng mắt á thì em mới thấy được là cái anh đó mới phù hợp với chị. Chứ mà nói chung chung quá thì tụi em đâu có tìm được đâu. Có nghĩa là nhìn anh ấy cũng phải cao to một chút, nhìn phải đứng đắn một chút chứ không. Nói chung mình không thích những người tính trẻ con ấy, nhìn chững chạc đứng đắn một chút. Rồi còn chiều cao thì như nào hả chị? Chiều cao thì nói chung là phải ngoài 1m7 trở ra. Trên 1m7. Quê quán thì có nhất thiết là mình phải ở gần, là ở cùng Hưng Yên không hay là thế nào? Quê quán thì nói chung là cái này thì cũng thì nếu mà phù hợp thì ở đâu cũng mình cũng có thể, mình cũng không thể lựa chọn được là người cùng quê hay là gì đó. Có nghĩa cái không, đấy cái này là em hỏi thật, ví dụ là bây giờ em ghét cho chị một anh ở tận trong miền Nam thì có ok không? Nếu mà được ở ngoài Bắc này thì tốt hơn ý. Rồi rồi ok chị, thì bọn chương trình bọn em là đã nắm thông tin của mình rồi này, thì hôm nay cũng chỉ là cái buổi casting đầu tiên thôi. Khi mà chương trình đã tìm được người phù hợp với mình rồi thì sẽ có một biên tập liên hệ với mình để làm nội dung cụ thể nha chị nha. Vâng. Rồi cảm ơn chị hôm nay tham gia casting của chương trình nha. Vâng, em cảm ơn các chị ạ.